Dạ, lời nói đầu tiên Út Hà mến chúc quý cô chú và quý anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Hiện tại thì Út Hà đang có mặt ở tại một cái hoàn cảnh của nhà của chú gì ông ngoại mày thứ mấy quên rồi. Chú Út. Út. Nhà của Út là gia đình cũng hoàn cảnh cũng khó khăn, xách này vô giùm ha Trang, xách đồ vô. Xách vô tiếp rồi Trang. Thì hôm nay đi có mặt của Long Phụng ha. Long Phụng cũng tập làm YouTube rồi. Chào khách đi rồi vô quay luôn. Khách vô. Đi vô Phụng ơi, vô con hỏi thăm nha. Con hỏi không? Con hỏi chú khỏe không ha. Cái vô lấy đi, chó đâu có làm gì đâu. Bụp. Chó bẹo. Khỏe hả chú? Cũng mừng hoài cô ơi. Cái này có việc làm rồi hả? Vô lúa rồi nè phải không? Rồi bữa nay nghỉ hả? Mới rồi sáng không buổi rồi chịu mới nghỉ. Tao hỏi chú đi, tao hỏi chú đây. Có nghỉ đâu. Bữa nay sao rồi, khỏe nhiều chưa? Mừng hoài chú ơi. Hả? Đã nhiều mà. Có đi được không? Anh á. Ơi, rồi anh có tập đứng lên đi được không? Vậy đó hả? Nó muốn gầy xuống không hả? Dặn hai giò xuống không? Trời ơi, rồi sao cái thẹo gì bự dữ vậy? Này hả? Ừ. Chở cháu với ông già chở đi xuống chùa cho cứu chứ rồi bị bỏng con xe nè. Trời ơi, bị bệnh rồi còn bị bỏng vô nữa hả? May. Hay luôn. May là không có đường, nó lạnh đâu phải có đường thấy mồ luôn rồi. Rồi tóc rồi sao ai hết gì ngộ vậy? Nó rụng á. Nó rụng vậy đó hả? Rồi đi ra ngoài bệnh viện bác sĩ ông kêu về coi ăn cơm ăn tép ăn thịt gà rồi. Với đồ biển, đồ phong không à, mình cứ bị ra nè. Rồi ăn rồi nó phì ra đó hả? Nó mới lạnh nè chứ nó có biết rồi đóng luôn á. Chín thịt luôn mà. Bây giờ ăn cơm nhiều chưa? Thấy cái thằng sắt cái này khỏe rồi nè. Mà sao kỳ vậy? Còn mình không khám coi bệnh gì mà tóc mình nó bị rụng vậy? Không đi đâu được dần á. Với lại không có tiền nữa thì sao đi đâu? Phải có tiền mình mướn người ta mình chở đi cũng được phải không? Không có tiền nữa rồi sao chở? Không à, đi mừng hoài đâu có chở ra ngoài trong xá được đâu. Tôi hiểu mày chơi mày ra ngoài trong xá khám cũng được mà không phải giận đó. Khám không ra chứ bệnh mình. Lương trạm y tế khám sao ra được người ta đó nấu mai này ra nhà thuốc lớn khám á. Giờ đang ăn cơm hay gì hả? Ăn đi nói mới bớt miếng cơm ăn lấy giờ ăn đi tôi qua chỗ khác ăn đi để hồi nó nguội ăn gì vô ăn cái gì hả? Thấy không có thấy đồ ăn gì chứ hả? Đây đi đám người ta cho bãi sò bận thì lấy giờ ăn đi bưng ra cho cậu ăn đi con bởi bởi biểu bưng lên đâu mà trời ơi ăn đi rồi tối ai ngủ ở đây ạ à? Làm cái chỗ ở đây ạ à? Trang ai ngủ ở đây ạ à? Trang với người này hả? Ờ hai đứa ngủ đây hả? Trời ơi ngủ rồi sáng bỏ cái ụ vậy đó hả? Bó tay rồi tối thì dở lên chui vô chết rồi chết rồi thấy gầu quá lấy nào dạ bà chơi. Ba đứa bạn bốn đứa mà một đứa là con của người cậu người gì vậy đó nhỏ hai đứa năm vậy hả? Còn anh hồi nào giờ không có vợ luôn hả? Có chưa? Có vợ đâu không biết sao biết có rồi trời lâu lâu vậy là cái này ở nhà có người yêu nữa hả? Vợ đủ mà không vợ tao nó về nó cạo đầu khô tao đừng chữ thề có người yêu đi cũng vui đó mình lông vô trong đi mà nó dám hôn nó nói vậy đó rồi cái này rồi chú có một việc làm không? Có rồi. Đi làm gì?
đi bằng cỏ lúa hả? Ủa gì nè, cái gì dập dặm lúa sao thấy bây giờ giải phân nó mướn máy bay giải rồi ông còn đâu việc làm rồi đâu có giờ tôi thuốc giải phân gì rồi lâm trời chứ. Cái bữa con thấy người ta giải mướn máy bay bay giải xịt thuốc hả? Trời rồi vậy thì sao ông còn đâu làm nữa chọc đi đòn bây giờ á hội quánh cái nói sao tự nhiên người ta bị chọc trên đầu nó thôi con thôi phụng thôi phụng nó mới xếp kem có mặt láng rồi đó ha chiên sức đi không chịu tôm ăn tép bằng thịt gà lúc trước anh có làm gì không anh nhưng mà mớ bệnh gì không nghĩ làm nữa hả con lì lắm con bữa con tính là mà mấy chuyến trước con mua gạo vợ có anh hai con hả mấy chuyến trước con mua gạo mà con thấy mấy đứa này nó nói nhà con còn gạo rồi thấy vậy thôi không có cho gạo đổi lại cho nguyên thùng mì rồi với một phần quà cũng trong đó cũng có mì luôn cũng đường bột ngọt xà bông nước mắm nước màu vậy đó chứ giờ để nói còn gạo rồi cho gạo hoài ăn không hết nữa rồi mì thì mấy đứa nó đang cần ăn mì thì cái phần quà này là của anh Tơ Mỹ Phạm gửi cho chú phần quà giống như cũ vậy đó thì thay vì cái bọc gạo thì mua hùng mì còn dư ra 100.000 con gửi cho chú kèo phụng vô cho tiền kìa nhiều lông đưa kìa nói vậy cho tiền hoàn cảnh kìa ta nãy lấy sẵn đi bà ơi thấm hẳn từ từ đây tấm này 200 á 200 rồi đi con nó được nói sao cho gửi 200 mà cho hết cái giò ngộ ạ à. Gửi 200 mua gì ăn cho có sức khỏe mua đồ ăn ăn ừ. Cũng vô tình gửi cho 200.000 mua thuốc đủ uống với mau hết bệnh nha chú giống như cái phần quà này cũng như mấy chuyến trước vậy nè nước tương nước mắm mì gói rồi nè chú ăn lấy thảo cũng có nước xà bông rửa chén xà bông giặt đồ thật này hình như bịch xà bông giặt đồ bự nè rồi bữa nay chú không có đi hả mở ngày sáng được nhiêu tiền mà cũng bủ á cũng có 100 mấy vậy ngượng 100 mấy rồi về 100 gửi nguyên ngày được 200 gửi hả rồi nuôi 4 đứa cháu với thằng con có bạn hẹn ai sợ gì thì con giảng đi sao kỳ vậy ta sao tóc anh sao mà nó rụng vậy ngộ vậy ta tôi không biết sao kỳ không ra luôn nó rụng rồi nó mọc cái ngắn ngắn nó mọc lên hả dạ nó ngứa là lấy được chảy một nụ tóc luôn vậy đó hả tự nó rụng không biết sao cô hỏi là cô không chảy luôn không dám chảy nữa hả chảy nó rụng một nồi hết dám chảy luôn hả không có khi nào bị sóng máu mà cái đầu mình chảy đầu nó rụng tóc không mình cũng chưa biết thật sự bị sóng máu mà không lấy được mà chảy cái nó nguyên một lượng tóc rồi thôi hổng gài cả bà nội mày 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 gói gì mày gói không chảy được vậy đó hả có gạo cũng có gạo chảy với cái gạo chứ không còn cộng thì cũng có gạo mà chảy luôn tóc của chân cũng có cái cách bị thiếu máu gì sóng máu ở đây nuôi mấy con chó ha chó con đâu mà ông xin có hoài vậy ủa cái này nào mới trời ổng đi uống nước trà người ta cho người ta nói người ta nói cái câu gì mà ổng ôm về đó về lỏ trán thì nuôi mà lỏ đuôi ăn thịt chó này nó bị lỏ đuôi đâu có ai hết trời ơi không có người ta nói câu dí gì đó là nuôi mà nuôi mấy con lỏ đuôi là nó không tốt hay gì đó đây lắm kìa
không được. Đó giờ thấy đó sao nuôi mà lỡ đuôi thì không sợ. Mình sống cũng ăn không được. Vậy đó ha. Ừ. Thôi cái gì mình ăn được thì ăn, còn nhóm mình thấy ăn không được thì thôi mình đừng ăn. Ủa hai con ngoài đó là bồ câu hả chú? Chú nuôi bồ câu rồi chú phải làm cái lồng cho nó rủ về chứ, chú nuôi vậy nó đâu rủ về đâu. Đúng rồi, ngày mới đưa về lần. Nuôi rồi làm bữa hai bữa cháu quen thả. Mới đem về hả? Ừ. Cái lồng với nhau. Dạ. Mình thả mà mình làm cái lồng nó cho nó đẹp cái nó mới rủ bạn bè nó về chứ. Giờ nuôi con đó nữa hả? Con đen nữa. Ủa, một lần nữa Út Hà cũng thay mặt chú gửi lời cảm ơn anh Tôn Mì Phạm đã chuyển phần quà đến cho chú ha. Dạ. Thôi cảm ơn chú ha, con cũng xin xuống like ha. Dạ. Bên kênh của Long thì cũng có Mạnh Thường Quân giấu tên gửi cho anh 200, thì Út Hà cũng xin thay mặt anh cảm ơn vị Mạnh Thường Quân giấu tên bên kênh Long nha. Dạ. Dạ. Vì vậy là mình đi đi làm về mình kiếp đồ mua đồ ăn thôi chứ bây giờ có gạo, có mì, có nước tương, nước mắm đồ hết trơn rồi. Cũng đỡ rồi. Mua cá, mua đồ ăn được chút đỉnh ăn. Con về chú ơi. Chạy chiếc xe nè, chú có chiếc Honda chạy nè. Honda không còn mắt kiến luôn. Không còn kiến, không còn gì hết trơn luôn. Cái đầu cũng không có, cái đít cũng không có luôn. Còn cái lốc máy chạy. Ăn bồ câu nè. Ôi, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, ông cũng thích nuôi thú vật nha, ông nuôi chó rồi giờ nuôi bồ câu nữa. Phụng ơi, Phụng ơi, Phụng đi làm YouTube hả Phụng? Phụng làm YouTube hả? Rồi chạy nói lên kia quay thêm hoàn cảnh nữa. Thôi Út Hà xin xuống like đây ha, mến chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe nha.